ngày 23 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm vụ cướp tài sản và tuyên phạt các bị cáo Chu Vũ Hải Đăng 12 năm tù, Quách Quốc Dương 10 năm tù, Quách Long Phú 9 năm tù và Nguyễn Văn Quyết 5 năm tù. Bị hại là ông Mai Lê Dân và bà Phạm Đăng Hạ. Tài sản bị cướp có giá trị hơn 356 triệu đồng gồm xe ô tô, điện thoại, nhẫn quà và bông tai. Theo cáo trạng, ngày 31 tháng 7 năm 2018, Đăng lái ô tô chở Dương và Phú từ thành phố Biên Hòa đi Long Anh để mua thuốc lá lậu. Do không mua được thuốc nên cả nhóm quay về. Khi đến địa phận tỉnh Bình Dương, Đăng phát hiện xe ô tô hộ số 51-35417 do ông Dân và bà Hà hướng dẫn chở thuốc lá lậu nên nảy sinh dự định cướp tài sản. Đăng liền bám theo chiếc xe trên, đồng thời gọi điện cho Quyết đến nhà Đăng lấy xe ô tô chạy ra hướng A hướng về Trảng Bom để chặn xe này lại. Rạng sáng sủa hôm sau, khi xe chạy đến xóm Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đăng liền vượt lên ép xe của ông Dân vào giải phân cách. Quyết từ đằng sau đụng mạnh vào đuôi xe. Liền đó, Đăng xuống xe tóm một con dao khống chế ông Dân, Dương dùng súng bắn đạn bi dí vào đầu bà Hạ đe dọa rồi cướp xe tẩu thoát. Sau khi lấy hết 400 cây thuốc lá, Phú bỏ xe lại gần Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai. Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra đã vào cuộc và truy tóm được các đối tượng Dương, Phú, Quyết. Riêng Đăng bỏ trốn và bị tóm tại Cần Thơ. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội.